Về tình hình thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới nhiều nơi của miền Bắc và miền Trung. Đợt không khí lạnh về đợt này không chỉ gây ra rét đậm cho miền Bắc mà còn có thể gây ra mưa lớn cho miền Trung. Dự báo từ hôm nay cho đến ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa. Mưa to với lượng mưa phổ biến 60 đến 120 mm, có nơi trên 130 mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh thành này. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định cũng có mưa với lượng từ 20 đến 50 mm, cục bộ có điểm trên 70 mm.